Hôm nay hướng dẫn tiếp các em về cái phần thao tác SQL, đó là tạo tài khoản đăng nhập. Như nút đăng nhập SQL các em để ý này, cái authentication này nó có hai chế độ, một cái là Windows authentication này, còn một cái là SQL Server. Bình thường chúng ta hay dùng theo kiểu Windows, tức là đăng nhập này nghĩa là vào được Win thì các bạn được. Đấy. Nhưng không phải lúc nào cũng đăng nhập kiểu này, vì về sau chúng ta có các trường hợp là đơn giản là các em cài đặt trong mạng LAN, mình sẽ đặt một cái máy làm server. Lúc đấy thì các em không thể lúc nào là Windows được, mà từ máy khác có máy mình hoặc máy server thì bắt buộc phải thông qua cái chế độ SQL và yêu cầu có login và password, chứ không thể theo cái kiểu là Windows được. Đấy, chính vì thế mà các em cần phải biết để tạo tài khoản đăng nhập theo kiểu đó là điền vào login này và password. Đấy, để lần này các em vào SQL bình thường này, kết nối này, kết nối với cả Windows chưa nhá, đây trên máy server các em nào này. Đấy, sau đó thì đầu tiên các em cần đó là kích chuột phải vào cái cơ sở liệu này, ở cái SQL này. Sau đó chọn vào mục Security. Đấy, lúc này nó có hai chế độ này, Server Authentication này. Mặc định là Windows Authentication, các em phải chọn sang SQL Server and Windows Authentication, tức là cả hai chế độ, vừa SQL vừa Windows. Sau đó ấn OK. Ấn OK xong thì muốn có tác dụng, các em cần phải di tan ở cái server này bằng cách kích chuột phải này, chọn vào di tan. Đấy, hoặc có không? Có rồi. Đấy, nó hỏi có tiếp tục không? Đấy, mất hai lần hỏi. Quan trọng một cái là do 17. Đấy, còn một cái trong 17 tôi bỏ mà chưa hạ xuống. Đây là còn một liên quan cái lỗi, nhưng mà sau cái lỗi hạ bảo mật ấy, về sau nó cài một số máy các em sẽ gặp cái lỗi tạo cơ sở liệu để báo là deny in master bay à, master cơ sở master không tạo cơ sở liệu, tôi đấy phải hạ cái nhỉ, cái app bằng cái sơ cùng dưới mới được. Hoạt động xong thì lúc này chúng ta đã có cái thay đổi đăng nhập theo cả hai chế độ là Windows và SQL rồi. Để tạo tài khoản SQL các em vẫn giữ nguyên chế độ đăng nhập đấy này, mở cái mục server ra, mình sẽ nhìn thấy có security này, database này, rồi là server deletion. Và chúng ta quan tâm đến mục security, các em mở tiếp dấu cộng ra là có nốt gì này, đăng nhập này, đây là các tài khoản anh tạo, anh sử dụng có một tài khoản SA với test MN thôi. Đấy, rồi thử để tạo thêm một cái mới, các em kích chuột phải vào thêm một nốt gì này, chọn vào new nốt gì. Đấy, lúc này nó hiện ngay cho mình là login nên tên đăng nhập, ví dụ đây là login vào F3 này, login ví dụ tên đăng nhập bất kỳ này. Đấy, để Windows không vấn đề, không phải cái mình cần đến là phải các em chọn là SQL Server Authentication này, password ví dụ password 1 2 3 4 5, cái password này không bắt lỗi thế nào, nhưng mà nên đọc password làm sao cho nó cảm ơn một chút, anh ví dụ đơn giản thôi. Còn chỗ dưới này là mấy các lựa chọn. Nếu các em để cái phần này, user must change the password at next thông tin, có nghĩa là khi lần đăng nhập lần đầu tiên nó sẽ bắt mình thay đổi mật khẩu. Các em bỏ này đi, không cần cái này. Và sau đó này, tạo tài khoản các em nhìn server role này, đây là các quyền trên server. Đấy, muốn cho quyền thao tác đăng nhập các em chọn là system admin nó to. Đấy, và cái user mapping có nghĩa ở đây là trong này có nhiều cơ sở liệu. Vậy thì với cái tài khoản anh vừa tạo là MF3 login này có những cái quyền nào, giống kiểu trong một tòa nhà có nhiều phòng, ở phòng từ 1 đến 100, ở đây dụ đây là 1-100 chẳng hạn, thì các em cho họ chìa khóa vào được phòng 1 này, phòng 3 này, phòng 5 chẳng hạn, thì với cái toàn khoản quyền lúc vào chỉ chắc phòng này, còn các phòng khác thì coi như là có nhưng mà không có chìa khóa để vào. Có em nào từng đăng nhập vào cái server trên mạng chưa, dụ thuê hot đi, nếu vào đấy các em sẽ nhìn thấy một danh sách các cổng dữ liệu dài này, không có mạng để anh demo đâu. Đấy, không có mạng. Nếu có mạng vào các em nhìn là danh sách cơ sở rất là dài, nhưng mình chỉ được vào mỗi cái cơ sở liệu của mình thôi, còn khác mình nhìn không làm gì được. Kích phát nó báo ngay phòng quyền thôi, vì nó phân quyền. Và đây chính là cách phân quyền của nó. Cái tài khoản mà mình tạo ra thì được mỗi cái này thôi. Test đây có một cái. Ví dụ bây giờ để cho vào một cái mặc định là DBMF3 nhá. Đấy. Sau đó cái server không quan trọng này. Các em quan tâm một cái server role ba cái đầu thôi. Cái này gần này, server role này với user mapping thôi. Đấy. Xong các em dần OK không? Đấy, OK xong mở bàn cái gì này. Bây giờ các em mở database ra. Lâu quá nhỉ? Đợi một chút, vẫn đi quên tên. Này, hay chơi nhạc nè, lúc đấy nóng nâu. Hôm qua anh chơi nâu kia và cho ít nhạc nền nó đỡ buồn. Được không? DBMF3 đây.
được giờ này. Các em nhìn thấy gì đâu? Mà chính là cái tài khoản vừa tạo này, nó sẽ tự động nó vào nhảy vào cái mục security này, user này, mà nó nhìn đấy. Còn sang cái khác DBMS1 này thì các em sẽ không thấy cái tài khoản kia nữa, mặc dù kia cũng tạo chỉ có cái dự phong mình mặc định nó vào thôi. Và giờ đăng nhập cái tài khoản đấy thì làm như nào các em nhìn này. Bây giờ đang đăng nhập theo kiểu này, SOS này, MrPhone-PC này, chuột MrPhone này. Bây giờ tắt cái này đi, disconnect để không kết nối cái này nhé. Đây, ở dưới ít này, các em connect lại, ấn một cái máy tính này, mình chọn phần bên dưới tài khoản nó sổ dụng này, MFA, nó gì này. Đấy, password 12345. Bây giờ các em nhìn thấy cái tài khoản đăng nhập này, căng rồi chưa, mở nó gì này. Căng nhập thêm một lần nữa hay cái kiểu kia được nha. Đấy là các em nhìn thế này, hai khác nhau, một cái trên là MFA, còn dưới là cái sổ MrPhone. Đấy, đăng nhập ra hai tài khoản khác nhau. Bây giờ các em làm thử ra. Sao mà phải đi ngủ đi. Ở đôi khi các em cần phải tốt này, hay là tác này, ti tác cái cơ sở liệu này. Đây là đây hiển nhiên nó có này. Nhưng có một số khác chúng ta có thể vào xem và thực hiện được. Các em đi vào mục này này. Vào cái console panel này, vào cái mục cài đặt ở cái Microsoft SQL này, server 20825. Các em tìm tới cái mục configure tool. Nếu 25 thì nó không có nhiều mục này, các em phải chú ý mà tìm được cái phần SQL Server Configuration Manager ấy, mở nó ra. Đó. Mở ra xong các em để ý này, vào đây có tất cả các phần SQL các em cài. Dụ như cài có cái SQL Server này, Express này. Vào đây hoàn toàn các em thực hiện các thao tác này, tạm dừng này, tắt này, đi tab service này, đấy. Và ở mục ở trên này các em nhìn thấy có mục này, tích cực phải này, có top này, đi tab này. Đấy. Nhưng chú ý này, có nhiều khi các em top ở đây này, top mà không đi tab ấy thì lúc mở liệu sẽ lỗi ngay. Mà nhiều khi vào không vào đấy, thật sự test gì nha, em top xong này. Là gì? Bây giờ đăng nhập bản quyền ở trước nhé. Đấy, các em sẽ nhận được cái lỗi 40 này. Đấy, cái lỗi mà mình điền trên server sai hoặc là mình tắt cái service ở đây rồi. Đấy. Và lỗi này nếu giả sử các em tốt đây mà không đi tab này, không mà không biết cái chỗ mà cái SQL configuration này rất là khó. Điều đấy thì các em cần phải can thiệp vào đây. Đây này. Thì đây này. Đấy cho cái chỗ SQL Server Express đang bị đỏ này, tạm dừng này. Các em kích chuột phản tab này, hoặc ở trên này nó có biểu tượng sẵn này. Tab Service này, các em chọn lên đường. Nhiều khi máy nó lỗi tự nhiên, có lúc em tắt đi mở lại nó lại chết, nó không vào được. Thì các em cứ vào cái mục này kiểm tra xem cái service nó còn chạy không. Về sau liên quan có phần public mạng LAN nữa. Bây giờ tạm thời chưa nói, khi nào đến mục nạp phần mềm xong, các em muốn cài cho mạng LAN thì dẫn cái phần này public SQL. Bây giờ vào lại nhé. Đấy là vào lại này. Được chưa? Đấy là một số thao tác cơ bản về SQL. Bây giờ chúng ta chuyển sang cái phần ôn lại và một số cái phần cần phải công nhận hay dùng. Các em tạo một cơ sở liệu đi. Khi là DBMS3 được. Buổi trước hướng dẫn tạo hướng dẫn các em tạo bảng đúng không? Tạo hai bảng sinh viên, bảng lớp này. Kết nối rồi đúng không? Đấy. Các em còn cơ sở liệu không? Nếu ai chưa có dành cho vài phút nhé. 4 phút đi, tạo lại hai cái bảng. Tạo xong cơ sở liệu rồi này. Bước tiếp theo là chúng ta thực hiện các thao tác bên trong cơ sở liệu này. Các phần quan trọng là có table này, view này, program event này, chỗ này có storage, cuốn sách view các em hay dùng này. Đấy. Đầu tiên với cái table này thì có thao tác cơ bản là các em sẽ thể xem lại cái cấu trúc của mình với thiết kế bằng cách chụp phản xạ design này.
Xem dữ liệu ở đây có thể là editor 200 row hoặc là open table 25. Nhưng cái chú ý là đôi khi các em muốn xem cấu trúc tạo dạng chi tiết gửi cho người khác dễ dàng thì các em phải kích chuột phải này, chọn vào fgrid table e này, nó sẽ có các câu lệnh là insert này, insert này, update này, init này, select này, grid to này, và cái này nó to cho là tới đâu, các lựa chọn là tới cửa sổ mới, nghĩa là mở ra một cái tab mới này cho mình. Đấy, new query render tức là mở ra một cái tab mới này. Đấy, còn nếu các em muốn sinh ra file thì khi chuột phải chọn add clip, clip to file này, clip bot này, dạng copy đấy, của nhớ đẹp này. Xong chủ yếu các em dùng cái dạng new window thôi, đây này. Và lúc này các em nhìn cái cấu trúc bảng vừa tạo giống hệt nó như cấu trúc clip table ngày xưa mình học trên trường. Đấy. Hoặc cái bảng này nhiều trường hơn là nhìn rất dễ này. Clip to new window. Nhìn có thêm một vài cái đầu tiên hơi ngằng ngằng một chút, nhưng các bạn vẫn là cái cấu trúc bảng còn là các em cho người khác chạy bình thường. Đấy, grid table như nào, cấu trúc này, tên trường này, rồi là tên của dữ liệu này, định danh chức năng 1 hay không, các em thực hiện nó ra hết rồi, thấy chưa? Đấy. Nhưng giờ ôn lại công lệnh ngày xưa chúng ta phải lấy dùng ít và các em kích chuột phải này, chọn add grid table e. Đầu tiên cái lệnh hay dùng nhất đó là câu lệnh select, cái này dùng như cơm bữa. Em chọn đi quyền đầu này, mặc định là chúng ta có ngay một câu select không phải làm gì. Đấy, ấn lên 5 này. Đấy, và mình có ngay câu select này, đủ hết các trường. Chú ý với câu select thì các em tránh dùng theo kiểu là select sao nhé, bởi vì select sao này ẩn chứa rất nhiều cái không tốt. Cái thứ nhất là nhìn vào sao không biết trong bảng này có những trường gì. Đấy, và cái tai hại nhất là với cái bảng có nhiều trường, ở đây cái bảng có 3 trường này không vấn đề lớn, nhưng giờ các bảng của mình có nhiều khi là mấy chục trường, hoặc là chỉ có bảng là 100 trường. Nếu như xem sao mà chuyển qua môi trường mạng nữa thì các em tưởng tượng là dữ liệu rất là nhiều. Dù các em chỉ dùng mỗi cái rồi nha, dùng mỗi cái mã với cái tên thôi, còn các thông tin bên dưới dài đặc như này, rất là dài này nhiều. Nhưng xem sao chứa tất cả đúng không? Dù có 100 trường nó kéo hết, giả sử ngay trường sao là dữ liệu rất là nhiều, nó là kiểu là ntext hay kiểu nvatra, thì các em tưởng tượng qua mạng sẽ phải gánh rất là nhiều cái. Phần các em lấy về lúc mình xử lý cũng nhiều, nó lưu vào một cái data table ấy, nhiều các em chỉ dùng thêm một lít nước thôi, các em mua không phải thêm mua cả thùng nước 20 lít đúng không? Giờ thì các em vác 20 lít, với vác 2 lít thì cái nào nhàn hơn? Không có gì mình lấy hết cái sao thì là vác hết cả cái tỉnh 2 lít, trong khi mình cần chỉ dùng nhu cầu dùng 1-2 lít thôi. Chính vì thế các em nên select theo từng trường người ta, và này hỗ trợ sẵn cho mình, các em chỉ kích chuột phải này, chọn vào add grid table e này, ở đây có select này, to new window. Đấy, dù có 1000 trường tất cả cái này cũng select đủ hết. Có mỗi cái nhìn hơi xấu đó là nó có cái ngọc vuông này. Để sửa ngọc vuông thì các em dùng cái thay thế, nhấn Ctrl H. Ctrl H các em bỏ hết ngọc vuông đi. Đây. Cái này các em tìm ngọc vuông này, bên dưới thay thế bằng cái rỗng thì các em xóa rỗng đi. Sau đó phạm vi thay thế các em thể chọn một lúc nhiều tài liệu này, Open Document này, hoặc là vào tài liệu hiện tại các em chọn Open Document này, sau đó chọn Video này. Đấy là cái bên trái này, hoặc bên phải các em gõ vào, tiếp tục Video này. Và chú ý này, from từ cái bảng thông thường nó sinh ra, nó sẽ cấu trúc là dạng tên cơ sở liệu này, sau đó DVO có nghĩa là đây là các cơ sở liệu do người dùng tạo ra này, sau đó mới tên bảng của mình tạo. Thì các em nên bỏ cái tiền tốn trước đi, bởi vì cái này về sau mình up lên hot ấy, về sau làm web nên hot thường thường cơ sở liệu sẽ biến đổi. Ví dụ các em up lên cái hot là hot nhân hòa, thì sẽ ghi dạng nhân hòa để chi trừ này, xong tên cơ sở liệu đúng không? Và giữ giờ các em về đầu tiên để ghi theo dạng như này. Nếu các em đi một cái dạng thủ tục, đây là tên liệu mới 3 đúng không? Nhưng nên kia cấu trúc của nó, cái cơ sở liệu nó như này sẽ bị sai, bởi vì cơ sở lúc đó không phải DBMF3, mà lúc này DBMF3 sẽ biến thành một cái là dụng nhân hòa nhé, xin trừ này DBMF3. Và các em thấy hai cái tên này khác nhau ạ? Một cái có thêm một cái tiền tố trước này, bởi vì nó thêm cái tiền tố bắt buộc do là nó là cái hot nó để chứa. Chính vì thế mà nó có thể xảy ra trường hợp là nhiều người dùng cái hot của họ đặt tên giống nhau. Dù thằng nào thích tên là cơ sở liệu là học tập hay gì đấy thì có nhiều thằng cùng tên đúng không, nó sẽ bị lỗi. Hoặc đôi khi nó sẽ tên cái tên cái tiền tố là cái tên tài khoản mình thuê, từ tài khoản là Nguyễn Văn A này trượt cái tên cơ sở liệu họ tạo ra. Như vậy là mỗi người dùng có tên có thể trùng nhau này, nhưng cái tên thuê nó khác nhau thì nó sẽ tạo cơ sở liệu khác nhau trên hot của họ, nó tránh xung đột mà. Cũng giống trong lớp các em có nhiều người tên là ngân Nam hay là Hải nhỉ, để tránh trường hợp có thể người ta cô giáo đặt thêm Hải A, Hải B, Hải C chẳng hạn, hay là béo hay gầy cao thấp, tìm số người đặt thêm định danh để phân biệt ấy,
Ở đây nó cũng thế, nếu admin hot thì nó sẽ phân biệt theo cái dạng thêm tiền tố hoặc hậu tố. Chính vì thế mà các em để câu select mà có chứa tên cơ sở dữ liệu ấy thì rất chứa rất là nhiều rủi ro. Tốt nhất cho các em xóa hết cái đấy đi, chỉ giữ mỗi tên bảng của mình thôi. Lúc đấy nó không phụ thuộc cơ sở dữ liệu, thay đổi A, B, C, U, Z thì của mình vẫn đúng. Được em? Đây. Còn tôi hát xong câu duy nhất của mình lúc này đẹp rồi, chạy bình thường không? Chú ý lúc chạy với FPL này, không cần thiết phải bôi đen mới chạy được. Nếu bôi đen thì trong FPL nó sẽ chạy những cái đoạn mình bôi đen. Đấy, nó sẽ lỗi đúng không? Còn nếu như các em không chọn cái nào cả, nó chạy Excel này, nó chạy hết từ đầu đến cuối. Đây, có bao nhiêu câu truy vấn nó chạy hết. Để thử nhé. Và các em nhìn đây có 3 câu truy vấn không? Thì nó chạy ra 3 tầng này. Đấy. Được chưa? Có em nào còn nhớ để gộp các câu truy vấn vào nhau thì dùng công lệnh gì không? Đây là trường hợp này có 3 truy vấn này, cấu trúc giống nhau. Làm thế nào gộp cái này thành một cái như thành một cái thôi thì cần cái gì nhỉ? Hợp nó vào ấy. Không phải, mà là union. Ai còn nhớ? Đấy nhá. Union cái gộp là nối vào nhau này. Dụ một thằng là select được hai kết quả là A và B này, CD này, thằng khác select được XY và XT chẳng hạn thì gộp vào nhau thành 4 theo dòng nữa. Ở đây như ở đây này, ở đây tất cả mình có 12 cái này, có thể gộp hết vào một cái. 3 nhân 3 là 36 cái thì các em dùng một cái union thế này. Ôn được cái một nhá. Union này, thấy chưa? Viết này là nhớ rồi các em. Nhớ thế nào đây nhỉ? Union này. Xem chạy nó ra bao nhiêu nhá. Bây giờ nó có ra 3 cái này chưa không? Chỉ có 12 cái đúng không? Đấy. Nếu muốn ra 36 cái thì các em sẽ thêm một cái union ôn vào đây. Đấy. Bây giờ xem này. 36 cái rồi chưa? Đấy. Các em sẽ hiện ra cái này chưa? Sinh xong thay thế là tên cái keo nhớ chưa? Bây giờ chúng ta sẽ ôn lại các câu lệnh truy vấn. Đây bắt đầu này. Dấu tên gì ấy? Dấu gì đó? Cái bây giờ MF3, FPL MF3. Đây, bây giờ tiếp tục các em ạ. Đây con lệnh select này dùng rất là nhiều. Đầu tiên là các em xem là các toán thử một chút nhá. Để làm các công nghệ này bằng một dấu bằng này. Cái không bằng rất là khác, cái khi không bằng nghe nghe hơi khó hiểu, khi là nó khác. Thì là hai cái dấu lớn nhỏ quay đầu vào nhau này, lớn hơn nhỏ hơn này, lớn hoặc bằng này, nhỏ hoặc bằng này, nai này, nai là như này, đấy, phải thích bên dưới nhá, nai phải thích bên dưới, cái này tìm kiếm đúng không? Ờ, cái nai này để là như dùng tìm kiếm tương đối cùng với phần trăm, đấy, nhớ cái này có mấy cái có một cái không bằng có phải khác một chút này, để ghi chấm than bằng này bằng dấu. Đấy, từ nay này không phải nay nào cũng dùng được. Nay góc nghĩa rằng là kiểu chữ ba cha được ba cha thôi, chứ đừng nay bị số. Số với ngày tháng như nay không có tác dụng đâu. Đây. Khác bằng FPL này. Đầu tiên xem lấy đơn giản nhất chưa có điều kiện. Đây. Đây tạm thời các ngại. Chúng ta có select này, các tên từng trường này, từ tên bảng này. Lấy trường nào thì lấy trường nào select cho hết câu select. Cái này chắc ai cũng nhớ đúng không? Ai trường thôi. Đấy. Và với câu select thì có một chút hay dùng, đó là cái alias là định danh. Còn nhớ không em? Alias biết thế nào nhỉ? Đấy, thì biết này đúng không? Đấy, mã sinh viên này. Đấy. Anh biết này đúng không? Nếu không biết không muốn không biết biến liền thì làm thế nào? Đấy là phải biến liền sao? Bình thường là thông thường là a là mã sinh viên này. Các phải biết liền đúng không? Đấy, nhưng nếu giả sử rằng người ta không muốn biết liền tên cột hiển thị, người ta xem luôn như này cơ. Như này lỗi đúng không? Để trường hợp các em nhốt vào trong hình này đơn này thôi. Nếu mà nhiều biết tiếng Việt được. Biết tiếng Việt thì nhớ có cái gì nhỉ? Đúng rồi nè. Giả sử nhá. Thấy chưa, mã sinh viên này đổi tên cột. Bên dưới này mã lớp các em đổi thành E.
được. Đấy, ai thì ai này. Cái này vẫn được. Có một số cái này phải nó lỗi thì em sẽ chữ N là đấy. Nhưng chú ý, hầu như từ các phiên bản SQL này, người ta không cần dùng từ E nữa, vẫn chạy bình thường. Em phải xóa từ E đi, đây này, cách chạy bình thường. Cách cho thôi, liền thì không được, phải dùng cách này. Không cần thiết dùng từ E, theo cấu trúc chuẩn là cần từ E này vào này. Nhưng bình thường em biết bỏ cái E không vấn đề gì cả. Ở tin cổ đúng không? Alias là đổi tin cổ thành tên khác, theo ý mình muốn. Cái này nhớ hết được em. Và cái bảng các em phải dùng alias bình thường. Từ bảng là ST đúng không? Đấy. Đây trường hợp là chỉ có một bảng. Đơn giản chưa? Bây giờ tăng độ phức tạp lên sẽ từ hai bảng thì sao? Hai bảng thì khác nhau bởi dấu phẩy, thêm một bảng nữa là BN này. N được chưa? N bạn là chữ N thôi. Các em chưa làm gì đâu. Mà N. Đấy, và khi có hai bảng thì các em thấy xuất hiện lỗi gì? Trùng. Đấy. Ambitus column name mã lớp. Cái này có nghĩa là cái cột mã lớp nó có cả hai bảng. Lúc đấy là cái khó khăn của cái bộ biên dịch là không biết là lấy thằng nào. Đấy. Chỉ có là câu thi trắc nghiệm các em gặp phải nó bị lỗi đề thi. Có bốn đáp án này xem nhưng có A với B là giống nhau là cùng kết quả là cái là cùng kết quả trong một con số là 100 chẳng hạn. Hai cái đều là 100 thì nhưng mình chọn 100 là thật đúng không? Cái này khó. Lúc đấy còn là may rủi rồi. Người ta sửa các em tính đúng một con trăm đúng thì các em lúc đấy các em chọn 100 nào. Mua đi. Đúng đấy chỉ là may đủ đúng không? Và tính kết quả đúng 100 đó, hai cái đáp án giống hệt. Cái này khó. Thì trong này cũng thế. Mình mà làm kiểu là cho hai bảng nhưng có hai cột giống hệt nhau. Thế giống như kiểu mình thi đáp án mà gặp để nỗi. Cả hai cái đáp án giống hệt nhau như hai AB. Rất là khó để xác định thêm cái nào là cái đúng. Đấy chính vì thế mà mình chỉ rõ ra bằng cách dùng thêm cái gì các em? Bảng. Dùng thêm tên bảng chấm tên trường. Dụng đây là bảng danh là SV.mã sinh viên. Thì lúc này nó hiểu là lấy mã sinh viên trong cái bảng sinh viên chứ không phải lấy mã mã lớp được rồi. Mã lớp thì có cái bảng mã lớp chủ nhau. Đây mã là cột mã lớp chủ nhau này, thì với cột mã lớp để thử cột trùng thì các em thêm cái trường thêm cái tên bảng của nó là sv này chấm mã lớp, có nghĩa là lấy cái mã lớp trong bảng sinh viên, lúc đấy chạy sẽ hết lỗi. Hoặc là các em muốn lấy mã lớp trong bảng lớp thì cũng không vấn đề, vẫn là n chấm mã lớp đấy thì sẽ hết lỗi đúng không? Và số kết quả các em thấy bây giờ là bao nhiêu? 48 đúng không? Ở đây có bao nhiêu lớp? Để xem ở lớp nha. Ở đây có 4 lớp à? 4 lớp này. Và trong sinh viên này chỉ có 12 cái thôi. Đúng không? Vậy tại sao ra được 48 kết quả? Bởi vì đó là nó nhân theo cái tổ hợp đúng không? Nhân theo cái gì nhỉ? Tổ hợp tên của ông gì nhỉ? Có thể nhân kiểu là hai bảng lên 12 nhân 48 nó ra được 48 phần ghi đúng không? Để tránh hợp trùng nhau thì các em chỉ cần quay điều kiện thôi. Lúc này cần kết hợp điều kiện que này, que sinh viên này chấm mã lớp này bằng với n chấm mã lớp đúng không? Đấy. Và bây giờ các em nhìn thấy nó ra bao nhiêu? 12. Kết quả nạp cái nó hết, nên nó liên kết toàn bộ với nhau rồi, đấy không bị lần trước nữa. Đấy.